Hoài Sa chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn ảnh của VTV và quý vị đang quay trở lại với chương trình Công nghệ và đời sống. Thưa quý vị, và cũng như thường lệ, trước khi quay trở lại với phần 2 của chương trình thì Hoài Sa xin phép được đưa đến cho quý vị, cung cấp cho quý vị địa chỉ email cũng như là số phone mình có thể gửi những câu hỏi thắc mắc vào cho chương trình. Địa chỉ email mà quý vị có thể gửi vào đó là congnghe@vtv.com và số phone là 4693838184. Bên cạnh những câu hỏi thì quý vị cũng có thể gửi những ý kiến đóng góp của mình vào cho chương trình để mà anh chúng tôi có thể ngày càng giúp quý vị hơn trong những cái show sắp tới của mình. Và chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang bàn về vấn đề mà Wi-Fi 6, thưa quý vị, là một công nghệ mới trong vấn đề giúp cho Wi-Fi cũng như là Internet nhanh hơn nếu quý vị có những cái nhiều device access cùng vào một lúc đó. Thì đến đây thì Hà Sa lúc nãy có show cho quý vị thấy cái router thì chúng tôi có mang theo ngày hôm nay. Và đến thì Hà Sa cũng xin mạn phép hỏi anh Minh Tú một chút xíu là tại sao cái router này nhìn nó hơi bị mắc cười, nó hai cái cánh hay là hai cái tai gì đó. Dạ vâng. Thì Hà Sa tưởng tượng đến bộ phim Star Wars đó. Dạ đúng rồi, nó thể bay được đó hồi sáng. Dạ vâng. Có nghĩa là chúng ta có thể cắp cái cánh nó đi được không á? Dạ vâng, có thể là nó có cái cánh nè. Dạ vâng, nhìn rất là lạ thưa quý vị. Và không biết là anh Minh Tú có thể giới thiệu sơ qua về cấu tạo cũng như là chức năng của cái router này cũng như là hai cái cánh của nó là có chức năng gì ngoài việc mà bay không ạ? Nó chơi chứ nó không có bay được hoài. Dạ vâng. Nếu mà nó bay được những cái nơi nào mà nó không có phủ sóng nó đến chỗ đó được thì hay không quý vị ha? Tuy nhiên mà đây là một cái loại nó design chỉ cho nó đẹp thôi, nhưng mà chủ yếu đó quý vị, nếu mà quý vị có thể thấy đó thì nó có hai cái wings, hai cái cánh bên đây, và hai cái cánh thực sự bên trong nó có tổng cộng là có bốn cái MIMO antenna. Dạ. Cái nghĩa là cái antenna này đó nó có một cái độ là phát sóng mạnh lắm, quý vị có thể thấy trên màn hình. Và ngoài bốn cái antenna đó thì nó có thêm một cái nữa, nó gọi là cái processor. Cái nghĩa là ở bên trong nó có một cái con chip để có thể giúp cho biết được những cái device nào cần phải connect và những cái device nào đang sử dụng những cái loại gì, internet loại gì vân vân. Đó, thành ra cái loại router này giống như hồi nãy mình đã có nói đó là nó sẽ rất là good cho những cái business cũng như những cái ngôi nhà mà khá lớn, để rồi có tất cả những cái device và những cái góc cạnh nó vẫn có thể đưa cái signal, những cái sóng điện đến chỗ đó được ngoài sao. Dạ vâng, vậy thì thật ra hai cái cánh hay cái tai này là để mình cover lại cái bốn cái anten ở trong cái router này thưa quý vị, chứ không có cái chức năng là giúp cho cái máy có thể bay. Nếu mà quý vị trong cái quá trình mà mình install cái máy đó, mình setup cái máy mà nó tự bay cánh tự gãy là thì đó là mình đã làm hư cái máy thưa quý vị. Dạ vâng, thì có một cái câu hỏi tiếp theo hồi sao muốn gửi đến Minh Tú đó là cái không biết những cái device hay là những cái máy cũ mình có thể kết nối được với cái Wi-Fi 6 này thưa anh Minh Tú? Dạ vâng, vẫn được. Thưa quý vị, nếu mà quý vị mua những cái máy mới thì những cái device cũ vẫn có thể xài, cái nghĩa là nó backward compatible, cái nghĩa là nó tương thích với những cái máy cũ. Và cái điểm hay nữa đó là nó giúp những cái máy cũ đỡ tốn pin hơn. Cái nghĩa là những cái máy hồi xưa đó, những cái máy cũ hồi xưa, ví dụ điện thoại của quý vị đi, nó cần phải kết nối với Wi-Fi, nhưng mà mỗi lần nó kết nối nó cứ liên tục giống như kêu tín hiệu đến cái router. Nhưng mà cái loại này nó sẽ tự động và nó báo là khi nào cần thiết thì nó mới đưa tín hiệu xuống thôi. Đó, và đỡ cái tốn pin cho những cái máy cũ nữa. Thành ra, nếu mà mình mua cái router Wi-Fi mới thì mình không có lo những cái máy computer, điện thoại, vân vân, những cái gì mà cần Wi-Fi đó, nó sẽ vẫn thể tương thích. Dạ vâng, thì nhân tiện chúng tôi đang đến nói về vấn đề mà Internet đó, hồi sau có một cái câu hỏi ngoài lề đối với cái Wi-Fi 6 chút xíu là nhiều lúc mà sao thấy có những cái business hay là những cái công ty, cửa hàng, cái Internet của người ta không kết nối vào cái internet của cái business đó mà đúng bị rồi. Tự nhảy vào và connect những cái business bên cạnh, thì đó là lý do là vì cái router của mình hay là vì cái internet quá yếu thưa anh Minh Tú? Cả hai. Dạ vâng ạ. Câu hỏi rất chính xác, nhưng mà đa số là vì cái router. Dạ bởi vì nó phải kết nối với một cái sóng mạnh á thì cái máy của mình nó giữ cái kết nối đó. Dạ vâng. Còn nếu mà sóng nó yếu thì tự động nó drop, nó thấy cái nào mạnh nó nhảy qua. Dạ thành ra cái do Wi-Fi là nhiều nhất. Dạ, dạ vâng. Và cái business đó cũng được recommended là cần phải upgrade lên cái Wi-Fi 6 này là chắc chắn cần thiết. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, và đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng quý vị cần phải đổi sang cái Wi-Fi 6 này cho cái business của mình khi mà nó tự động kết nối với những cái internet của những cái business bên cạnh thưa quý vị. Dạ vâng, và trước đây chúng tôi cũng đã từng làm một cái show về cái mesh Wi-Fi. Đúng rồi. Nghĩa là trong một cái gia đình quý vị có cái Wi-Fi này nó sẽ share đều cái độ tốc độ kết nối của từng cái device với nhau chứ không phải là
cái máy nào gần nhất đối với cái router thì sẽ được mạnh nhất không, thưa quý vị? Và mesh wifi là cái loại mà chúng tôi đã từng nói trước đây rồi, và không biết là cái wifi 6 này có khác biệt gì với cái mesh wifi không, thưa anh Minh Tú? Vì sao thấy cái công dụng của nó cũng là chia đều về cái tốc độ đường truyền internet à? Rất là hay, cái câu hỏi rất là hay. Tuy nhiên mesh wifi nó là một cái công nghệ để nó giúp phát triển thêm những cái sóng đến những cái phòng khác. Dạ vâng ạ. Dạ, nhưng mà Wi-Fi 6 là nó là cái công nghệ hoặc là cái tiêu chuẩn của cái sự phát sóng. Cái nghĩa là chúng ta vẫn có thể dùng Wi-Fi 6 mà không có thể không cần mesh. Dạ, bởi vì nó đã phủ sóng mạnh rồi. Là cái chất lượng của nó mạnh hay lắm rồi. Đúng rồi, đã mạnh rồi. Dạ, vâng. Nhưng mà trong cái tương lai hoặc là bây giờ hiện giờ đó, thí dụ nha, hãng Netgear này luôn, quý vị sẽ thấy ở trên màn hình nó sẽ sắp ra thôi, cái nghĩa là ngày 24 tháng 2 nó sẽ bán ra một cái mesh Wi-Fi Nighthawk này. Nếu mà quý vị nhìn ở trên màn hình, quý vị sẽ thấy cái nghĩa là đây là một cái dạng mesh wifi nhưng mà cho wifi 6. Dạ vâng ạ. Cái nghĩa là nếu mà nhà chúng ta bự hơn khoảng 2.000, khoảng 3.000, 5.000 square feet chẳng hạn. Dạ vâng. Thì chúng ta vẫn có thể để hai cái dạng này. Cái nghĩa là cái wifi 6 nó chỉ là một cái thế hệ thôi, còn mesh wifi nó là một cái công nghệ để nó có thể giúp để có thể truyền tải cái internet qua một những cái nhà khác hoặc là qua một cái phòng xa hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Và đó là một cái vậy là có nghĩa là cái mesh wifi là một trong những cái công cụ để giúp hỗ trợ hơn cho cái việc truyền sóng thôi, cho cái việc mà truyền sóng internet để sang những cái phòng khác qua những cái nơi mà có cái những cái bức tường này để cách nhau đó. Đúng rồi. Dạ vâng. Và thưa anh Minh Tú, nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều, giới thiệu rất là nhiều về sản phẩm này rồi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta mua sản phẩm Wi-Fi 6 này ở đâu, cũng như là giá cả như thế nào là hợp lý đối với những cái diện tích nhà cũng như là nhu cầu của từng người sử dụng ạ. Đúng rồi. Và mình mua ở đâu là hợp lý nhất thưa anh? Dạ vâng. Tin tưởng nhất ạ. Thường đó thì Minh Tú recommend quý vị lên trên Amazon nếu mà quý vị có thể shop online. Dạ vâng. Quý vị có thể lên trên đó là an tâm nhất. Tuy nhiên ở những cái chợ như là Best Buy, Fry's hoặc là Micro Center, nếu mà ở gần chỗ quý vị có những cái cửa tiệm đó, họ đã bắt đầu bán những cái loại này. Cái dạng mà Minh Tú với Hoài Sa nãy giờ nói trên đây đó, cái Nighthawk này, nó gọi là Nighthawk AX8. Nó với cái giá bán thực sự nó không có mắc đâu. Nãy giờ mình nói thì có lẽ là ấy, nhưng mà nó khoảng chừng 300 đô. Dạ vâng. Nếu mà quý vị có khả năng hoặc là nhất là những cái business đó thì mình tự recommend mua cái loại này với cái diện tích khoảng chừng 2.500 square feet. Còn nếu mà chúng ta muốn mua những cái loại gọi là phủ sóng mạnh hơn đó thì cái Netgear Orbi đây là một trong cái dạng mà rất là good cho business và những cái nhà lớn hơn, ví dụ như 5-6 ngàn square feet trở lên. Dạ vâng. Thì chúng và ta có thể đến 60 hơn 60 cái device cùng sử dụng một lúc. Đúng thì rồi. Cái này có lẽ là cho một cái nhà hàng lớn, rất là lớn luôn thưa anh. Rất là chính xác. Và chúng ta cũng không có cần phải bắt những cái anten ở trên nóc nhà, chúng ta chỉ cần để một nơi đây với một cái chỗ khác thôi thì nó rất là tiện và nó dựa trên cái chuẩn là Wi-Fi 6 nhưng mà nó là mesh Wi-Fi. Đó, thì tùy nếu mà quý vị thấy muốn chỉ nhà mình khá nhỏ thì mình chỉ dùng một cái wifi 6 là cũng ok rồi. Dạ vâng. Và khi mà chúng ta nói đến cái mesh wifi hay là những cái device khác nhau để dùng mà tương trợ cho cái việc mà đường truyền internet wifi 6 đó thì có một cái khoảng cách cố định nào không thưa anh Minh Tú? Vị Nhi là maximum cái distance đó. Yes. Là xa nhất là khoảng bao nhiêu để cho cái chắc mình đảm bảo rằng cái tốc độ đường truyền nó đúng vẫn rồi. Tốt ạ? Họ nói là ít nhất đó là khoảng 50 feet. Dạ vâng. Và xa nhất có thể 100 feet. Và đừng có quá 300 feet thôi. Dạ vâng. Cái nghĩa khoảng từ 100 cho đến 200 feet mình có thể để hai cái xa như vậy. Đó, những cái nhà rất là rộng như vậy đó Hoài Sa. Dạ vâng. Với một cái điểm mà Minh Tú chỉ cho nữa cho quý vị đó, yes, Wi-Fi có những cái thế hệ khác nhau và nó đường truyền nó mạnh. Tuy nhiên cái internet mà mình đăng ký với cái nhà cung cấp internet dạ vâng đó, ạ. Nếu mình đăng ký chậm, thí dụ như chỉ có 10, thí dụ thôi, dạ 10 mét hoặc là 20 megabit per second thì wifi nó có nhanh cấp mấy thì internet mình chuyển tải từ YouTube hay là từ những cái nơi nào mình xem đó nó vẫn chậm. Dạ vâng. Tại vì lý do là mình chỉ trả cái tiền cho internet có 10 mét à, mà trong khi cái này nó có thể tải được gần 10 gigabit per second. Dạ cái nghĩa là nó gấp 100 lần
với cái 10 megabit. Đó, thành ra cái internet mình mua cái spend tiền nhiều để mà mua cái router rất là mắc. Đúng nhưng rồi. Mà cái tiền mà mình để trả cho internet nó có limit, nó có giới hạn. Đúng thì rồi. Cái điều đó sẽ bị gọi là hơi bị waste of money đó. Đúng rồi, chính xác. Vâng, thì cho nên khi mà quý vị sử dụng, khi mà quý vị suy nghĩ đắn đo để mà mua cái router thì mình nên có nghĩa là mình consider chút xíu, mình suy nghĩ, mình spend tiền chút xíu cho cái vấn đề cho mà cái data rồi, của cái mình data nữa đúng thì đúng nó rồi. Sẽ giúp hơn cho quý vị trong việc mà vừa có cái good money trong cái data và vừa có cái router này hỗ trợ cho quý vị nữa đó thì sẽ càng giúp cho cái internet trong nhà của quý vị mạnh hơn nữa. Dạ vâng, và khi mà chúng tôi nói đến cái việc mà chia sẻ những cái chia sẻ internet trong nhiều device đó, không phải là nói về cái số lượng người trong gia đình không, mà như anh Minh Tú cũng chia sẻ là về cái iPad, iPhone hay là những cái về trong những cái tất cả rất là nhiều device trong gia đình nữa, chúng ta phải đếm đến những cái vấn đề device đó, không phải là vấn đề đầu người hay không thưa quý vị. Đúng tại rồi. Vì sẽ có rất nhiều quý vị nói rằng nhà tôi chỉ có 4 người thôi nhưng mà tại sao internet nó không có được nhanh, đó là vì con, ví dụ một người con dùng 2-3 cái máy. Đúng rồi. Thì đó cũng là khiến cho quý vị giúp bị khiến đi. Cho cái internet nó bị chậm lại đó. Dạ vâng, và đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có thể cung cấp cho quý vị trong ngày hôm nay liên quan đến Wi-Fi 6 phải không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, và nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về chương trình ngày hôm nay thì cũng phiền lòng quý vị hãy nhắn tin vào số 4693838184 và địa chỉ email công@vietv.com. Và một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hồi sau cũng mời anh Minh Tú gửi lời cảm ơn đến và cũng như là lời chào đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, Minh Tú cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào.